Chào anh Hùng, chào Mỹ Nhân. Xong chưa, xong chưa? Thôi, anh để em bê lên cho. Nặng lắm đấy, em có bê được không? Em không sao đâu. Cẩn thận đấy. Anh xin phép ạ. Anh Hùng đi cứu Mỹ Nhân. Mỹ Nhân còn lấy thân báo đáp không? Mày điên à? Ngày anh à, bảo ai điên đấy? Anh mày chỉ nói thật thôi nhá. Anh thấy chú dạo này quan tâm em Thùy hơi bị quá đấy. Nào là cho mượn xe, rồi lại đi cứu xe. Trong khi đấy, tao là bạn thân của mày 2 năm nay rồi. 1.000 trà đá mày cũng đòi. Ăn nở lại đi. Ăn nở lại đi. Ăn nở lại đi.